Mở đầu phần tin tức từ sáng đến tối hôm nay là những cập nhật mới nhất về tình hình thời tiết. Trong khi miền Bắc đang chuẩn bị bước vào một đợt rét mới thì tại miền Trung, mưa lớn trên diện rộng vẫn tiếp tục xảy ra. Mưa kéo dài, nước lũ dâng cao đã làm cho hai người chết và hàng chục nghìn ngôi nhà của người dân chìm trong biển nước. Mưa lớn khiến cho các huyện Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định bị ngập diện rộng, đỉnh tương đương với đợt lũ lịch sử năm 2016. Huyện Phú Cát bị ngập 1.500 nhà, huyện Tuy Phước bị ngập 11.000 nhà, thị xã An Nhơn ngập gần 3.000 nhà, thị xã Hoài Nhơn ngập 500 nhà, huyện An Lão ngập gần 250 nhà, Hoài Ân ngập gần 1.500 nhà, thành phố Quy Nhơn ngập 1.300 nhà. Rất nhiều tuyến đường ở các địa phương này bị ngập, chia cắt giao thông. Còn tại Quảng Nam, nhiều tuyến đường, cầu ở các huyện miền núi bị sạt lở, ngập lũ, chia cắt giao thông. Các dòng sông suối dâng cao, chảy mạnh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Các tuyến đường đi các xã, thôn tiếp tục bị sạt lở thêm. Một số công trình hạ tầng bị hư hỏng. Còn tại Khánh Hòa, mưa lớn từ chiều qua đến sáng nay khiến cho lượng đất đá rơi trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành từ Nha Trang đi Cam Ranh gần đèo Cù Huyên bị sạt lở. Mưa lũ làm cho hai người chết, trong đó một người phụ nữ ở xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định đi làm rẫy qua vùng nước chảy xiết bị lũ cuốn trôi và một người phụ nữ bị lũ cuốn thiệt mạng tại khu vực dự án thủy lợi Krông Pách Thượng, xã Cư San, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm, mưa lớn ở các tỉnh miền Trung vẫn sẽ xảy ra, trọng tâm trọng điểm ở Quảng Bình cho đến Khánh Hòa. Thời điểm mưa cấp tập trung vào cuối tháng 11. Sang tháng 12 thì vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to do không khí lạnh tăng cường hoặc những cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển vào.